Ngày 27 tháng 5, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar trên địa bàn. Trước đó khoảng 1 giờ cùng ngày, trinh sát của đội 5 phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Phú đã ập vào kiểm tra quán bar Paradise ở địa chỉ số 89 đường Tân Sơn Nhì. Thấy công an, các dân chơi tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chốt chặn. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi ma túy nhiều màu các loại và phát hiện quán có nhiều lỗi vi phạm. Công an đã đưa 108 dân chơi có dấu hiệu nghi vấn, không giấy tờ về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, phát hiện có 63 dân chơi dương tính với chất ma túy.